sương răng miền đã dám, anh về hoang mạc đã cùng em. Bản làng đang đổi mới từng ngày, á ơi á ơi, ngôi nhà nhấp nhô sườn núi, đường làng mới xây dựng khang trang. Tiếng khen vọng khắp chốn sương mây, á ơi á ơi, chờ anh về hoang mạc đã, em gái mông đang ngóng đợi anh. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thám Mỹ Linh. Mỹ Linh xin chúc tất cả các bác anh chị có một ngày mới vui vẻ và thành công trong công việc. Trong cái chương trình ngày hôm nay thì Mỹ Linh lại tiếp tục quay trở lại khu vực hoa mạc đá để có thể trao những phần quà của quý nhà hảo tâm cho bác trưởng thôn và anh bí thư ở khu vực hoa mạc đá. Và những video trước thì Mỹ Linh cũng có những công việc riêng của cá nhân, thế nên là cũng không thể trực tiếp truyền tải những video cho tất cả quý cô bác được xem những video và giọng nói của Mỹ Linh. Thì hiện tại ở khu vực Há Đề thì bà con đang trong cái quá trình là phá đá, nhưng trong cái ngày vừa rồi thì là trên vùng cao có mưa, thế nên bà con cũng là tận dụng cái thời tiết ở vùng cao để có thể là đi hoàn thiện nốt. Mà trong cái 10 hộ gia đình đó là họ sẽ là cố gắng là đi trồng hết những cái phần mảnh nương ngô của họ, không chỉ riêng ở chỗ khu vực cái thung lũng đó mà họ có ngô ở những cái khu vực khác gần khu vực thôn Tràng Hương. Thì Linh cũng rất là thông cảm cho bà con, thì họ cũng nói rằng là họ xin phép là vài ngày, vài tuần, hơn tuần đó để họ có thể đi trồng ngô, tại vì ngô họ ở rất xa nhà của họ. Thế nên là Linh cũng cho mọi người là cứ làm hết tất cả đi cho nó xong hết rồi về an tâm làm đường cho nó thoải mái tinh thần. Đó thì cái khu vực Hấu Chua thì hiện tại là chỗ nhà anh Xính vẫn đang cố gắng là cũng trồng ngô nốt, tại vì là mọi người cũng biết rằng là ở trên vùng cao vào cái mùa này nó đang là cái mùa rất hạt. Thế này bà con đang cố gắng để là đi trồng ngô, hay là trong nhà của em Pó hai con ở phố Mì thì hiện tại là cũng đang trồng ngô và cũng chưa có thời gian để có thể làm nhà. Chọn vài ngày nữa thôi thì những ngôi nhà đó sẽ tiến hành là làm. Mấy nữa sẽ làm nhà của anh Xính này, nhà em Pó này, và làm đường Há Đề, và còn rất là nhiều những ngôi nhà. Vài hôm nữa thì Linh sẽ công bố sau. Linh sẽ bật mí ở trên kênh, không biết là ngôi nhà nào sẽ được làm nhà từ quý nhà hảo tâm đã gửi tiền về. Đó thì trong khả năng là trong cái năm nay thì Linh sẽ làm sẽ rơi vào là giúp quý nhà hảo tâm là làm nhà cho bà con là chắc phải là 4 ngôi nhà và một con đường ở Há Đề nữa, và có thể là nhiều hơn nữa. Và cháu Linh cũng rất là cảm ơn quý nhà hảo tâm đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh. Rất mong là trong những năm tới mọi người hãy theo sát kênh và đồng hành cùng kênh, ủng hộ cho kênh để kênh có thể là truyền tải những video làm cầu nối, có thể giúp đỡ được nhiều bà con ở vùng cao hơn. Linh cũng rất là xin chân thành cảm ơn, một lời cảm ơn nồng nhiệt nhất, cảm ơn đến quý nhà hảo tâm, quý khán giả đã luôn ủng hộ cho kênh. Và hôm nay thì Linh cũng đi vào đến chỗ nhà của anh bí thư ở trong cái khu vực hoa mạc đá. Hiện tại thì ngôi nhà của anh đang sửa, và hôm trước thì Linh có nhận được cái phần tiền của chú Thạch Đăng ở Mỹ, thì chú có gửi cho Mỹ Linh là 100 đô là 2.400.000 đồng. Thì Linh sẽ trao là 1.200.000 cho anh bí thư và 1.200.000 cho bác trưởng thôn. Hiện tại thì Linh sẽ đi vào chỗ nhà của anh bí thư trước. Thực sự là rất là vui khi kênh của Mỹ Linh cũng đã được các bác quý nhà hảo tâm luôn tin tưởng và đồng hành và ủng hộ. Những cái số tiền của các bác ủng hộ về sau khi làm xong những công việc thì Linh sẽ tiếp tục là công bố. Đó thì Linh rất là mong là tiếp tục nhận được thêm những sự ủng hộ từ quý cô bác về cho khu vực Há Đề, để họ có thể đủ những bao xi để họ có thể tiếp tục là có thể là làm đường. Hiện tại thì chỗ khu vực Há Đề thì Linh đã nhận được hơn 10 triệu tiền ăn rồi. Thì hiện tại là Linh sẽ tạm ngưng cái số tiền là ủng hộ tiền ăn cho bà con đó, và rất mong là các bác lại tiếp tục ủng hộ và cái số tiền ủng hộ xi cho bà con. Khi nào mọi người dùng cái số tiền ăn đó hết thì Linh lại tiếp tục là mong là quý nhà hảo tâm lại tiếp tục ủng hộ. Hiện tại là khu vực Há Đề là đang thiếu tiền mua xăng với dầu nhớt, thì rất mong là tiếp tục các bác ủng hộ. Tại vì khi bà con dùng hết một cái can xăng như thế này là một can 20 lít
thì đổ đầy cái can đấy là nó hết 500.000. Và mua thêm dầu nhất nó là 100 nữa thì tổng cộng là nó là 600.000. Cái tiền xăng với dầu nhất đó. Thì rất là mong các bác sẽ tiếp tục ủng hộ vào cái phần tiền đó với cả bao xi để cho bà con Há Đề có thể là thực hiện cái ước mơ làm con đường. Tại vì cái khu vực đó thì người dân họ rất ít, chỉ có 10 nhà nhưng mà chỉ có trong đó là 9 nhà làm thôi. Thế nên là rất là ít, rất là mong các bác ủng hộ. Và bây giờ Linh đang đến nhà của anh Bí Thư rồi. Đấy, hiện tại thì nhà của anh Bí Thư là cũng nhờ mọi người cũng đang sửa đây. Ngoài cái công việc của anh Bí Thư là anh còn đi giúp bà con. Và anh cũng phải về để có thể là sửa sang lại căn nhà của anh, để có thể đùn bọc lại cái ngôi nhà tổ ấm cho gia đình anh có thể là nó đẹp hơn. Tại vì là anh cũng đi giúp rất là nhiều bà con, giúp họ xây được rất là nhiều nhà đó. Không biết là anh Bí Thư đâu. Chào các anh nhá. Ủa, nhà đẹp thế. Chào nhá. Anh Bí Thư đâu rồi? Anh Phú ơi, xin chào nha. Em chào anh. Giờ này khỏe chứ? Khỏe mà. Thế thử. Nhà này sửa lâu chưa? Em sửa 2 tuần. 2 tuần à? Vâng. Hết bao nhiêu tiền? Hơn 70 triệu đấy. Hơn 70 triệu á? Vâng. Gia đình mình có tiền à? Có đâu. Đi nợ anh em thôi. Nợ anh em với vay ngân hàng à? Vay anh em. Còn sau này thì mọi người đang nấu cơm đó. Ê chị nhá. Vâng. Đang nấu cơm à? Vâng, đang nấu cơm. Ôi, sửa lại nhà này cho nó mát mẻ. Nhìn hôm nó nay... vào nó thoáng hơn đấy. Hôm nay là nhớ nghe sửa một ngày là xong. Sửa một ngày nữa là xong. Vâng. Đấy, hiện tại là mọi người đang tô xi đây các bác. Ôi, làm như thế cho nó sạch sẽ anh ạ. Vẫn là đấy, mình ăn hai cái phòng này ra thì đến lúc vợ chồng ngủ một ô, các con ngủ mấy ô bên kia cho nó riêng tư. Vâng, đúng không? Vâng. Hôm nay là có tổng cộng bao nhiêu người giúp anh Phứ? Hôm nay là hơn chục người. Chục người. Vâng. Thế mấy cái ngôi nhà của anh mấy cô bác với cả mấy anh hỗ trợ làm nhà kia đã làm xong chưa? Chú Thắng mà kết nối cầu nối được. Mấy cái ngôi nhà kia? Vâng. Ngôi nhà kia là xong cái nhà của anh Xính rồi. Anh Xính rồi. Thế còn nhà nào nữa? Còn nhà của anh Lúa là nhà đấy là hôm qua cũng vừa xong. Nhà anh Lúa là hôm qua cũng vừa xong rồi. Cũng vừa xong chưa lần máy thôi. Chưa lần máy rồi gì? Chưa lần máy. Thế nhà chị Mù của nhà chị Mù kia là bao giờ mới làm? Nhà chị Mù kia thì vẫn chưa làm được. Chưa làm được. Đang xem lại cái miếng đất đấy đúng không? Đang xem lại miếng đất. Thế là nhà anh Ná kia là làm chưa? Nhà anh Ná là bây giờ cũng đang triển khai rồi đúng không? Triển khai với lại đào móng hết rồi. Thế thì anh nhà Bí Thư thì nói thật với các bác là anh cũng đi giúp bà con rất là nhiều. Đấy, chính bản thân cái ngôi nhà của anh cũng là rất là gọi là nó được không được đẹp. Bây giờ thì anh đang sửa lại và cũng đi vay mượn rất là nhiều anh em với cả vay nhà nước nữa. Đó. Để làm được một cái nhà thì nói thật với các bác là nó mất rất là nhiều tiền của. Đó. Linh cũng mong là sau này Linh cũng cố gắng để mình có ngôi nhà nó khang trang hơn. Đó thì hôm nay là em thông báo với anh Phứ là em vào đây là em trao cái phần quà của chú Thạch Đăng ấy. Ở Mỹ chú gửi cho anh là 1.2 triệu với cả bác trưởng thôn là 1.2 triệu. Thì hôm nay thì em vào nhà anh trước, bác trưởng thôn là đang ở ngoài xã về. Thì là em trao cho anh trước 1.2 triệu đây. Đó thì nói chung là chú thì cũng thấy là anh với cả bác trưởng thôn là cũng vất vả, giúp đỡ bà con nhiệt tình. Đó. Hôm nay Linh sẽ trao cái phần tiền đó. Vì bà con thì mình phải cố gắng lên. Vâng, vâng. Đấy, nói chung là ai mà cứ như anh thì tốt. Em là vừa ở Hà Giang lên. Thế. Vâng. Nên là ở trong này thì có anh Tủa giúp rồi, cho nên là em cũng không vào được. Em gửi là 500 này, 1 triệu này, 1.2 triệu này. Thế cái phần tiền này là em gửi là của chú Thạch Đăng ở Mỹ. Thì gửi mong là anh Bí Thư gửi lời cảm ơn đến chú. Chú rất là quan tâm đến bác Bí Thư với cả bác trưởng thôn với anh Bí Thư. Qua đây thì cháu cũng xin gửi lời cảm ơn đến chú Thạch Đăng. Đúng rồi. Và chú Thạch Đăng ở Mỹ rất là nhiều. Cũng có những kinh phí rất là lớn để giúp cháu đi lại với bà con, với lại để giúp cháu coi như là giúp cháu sửa lại cái căn nhà là cháu rất là cảm ơn nhiều. Chúng cháu giúp chúc chú luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và là an phát đạt
Vâng, cháu xin cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi, cố gắng lên nhá anh nhá. Cố gắng giúp bà con nhiều bà nhá. Bọn em cầu nối này là cũng chỉ mong là có các anh hỗ trợ nữa. Đây hiện tại thì cũng là rất là đông mọi người. Phòng này là hai phòng là ngăn giống nhau luôn à? Vâng. Đấy. Nói chung là anh phải cải tiến lên mình thì mình mới đi nói được bà con. Vâng. Phải làm nó sạch sẽ, đúng rồi, phòng nó phải rộng này. Phòng này là cũng rộng là 3 mét đấy nhỉ? Hai mét rưỡi. Vâng, 2.5 mét. 2.5 mét là cũng rộng rồi. Thế là cũng thoải mái rồi. Tại vì là ở ngoài còn để nhiều đồ nữa các bạn. Tại vì chỗ nhà của anh bí thư là họp rất là nhiều. Thôi nhá, có gì là em về đây. Sao xong tiền ở lại để ông khác em vào em ăn cơm sau nhá. Ở lại anh ăn cơm à? Thôi, để ông khác nhá. Cứ chỉ đạo mọi người làm đi nhá. Chúng ta đi làm rất là buồn. Ôi mày anh làm nhá, tạm biệt nhá. Thôi em về nhá. Đi sang nhà bác trưởng thôn phải không? Vâng vâng. Tí nữa đi sang đấy thì gọi lại anh. Thôi để hôm khác, hôm khác em phải về xong còn nhiều công việc khác nữa. Hôm nào chú Thắng lên thì em vào nhá. Thôi em về nhá. Chào anh nhá. Hai chú về nhá. Vâng vâng. Bây giờ thì mời tất cả các bác cùng với Linh đi sang chỗ nhà của bác trưởng thôn để trao cái phần quà của chú Thạch Đăng ở Mỹ cho bác trưởng thôn. Vừa rồi thì Mỹ Linh cũng vào đây để có thể trao được cái phần quà cho cho anh bí thư rồi. Cũng là qua đây cũng rất là cảm ơn chú Thạch Đăng ở Mỹ rất là nhiều. Món quà rất là ý nghĩa và món quà tinh thần khá lớn để có thể động viên cho cái tinh thần của anh bí thư với ở bác trưởng thôn để có thể là tiếp tục đồng hành cùng với bà con dân bản để có thể là giúp đỡ cho cái cuộc sống của bà con dân bản ngày càng phát triển hơn. Bây giờ mời tất cả các bác cùng với Linh sang nhà bác trưởng thôn nhá. Lúc nãy thì Linh cũng đưa tất cả quý cô bác cùng với Mỹ Linh quay trở lại gia đình của nhà anh bí thư. Và bây giờ thì Linh đang trên cái cung đường để đi vào nhà bác trưởng thôn để có thể trao nốt cái phần quà của chú Thạch Đăng ở Mỹ cho bác trưởng thôn đây. Thì vừa rồi thì Linh cũng gọi điện thì bác trưởng thôn là cũng vừa từ ở bên xã về. Đó. Thì ở đây là cái ngôi nhà mà bác trưởng thôn có sinh sống đây. Bác trưởng thôn thì mọi người cũng biết rằng là bác trưởng thôn cũng là một người khá là nhiệt tình giúp đỡ cho bà con. Và bác cũng làm trưởng thôn khá là lâu rồi, từ năm 98 rồi. Bác trưởng thôn ơi, bác trưởng thôn ơi, ở nhà không ơi? Chào chào bác. Dạo này khỏe không? Vẫn khỏe. Vừa đi làm đồ về mà. Vừa đi làm đường về luôn à? Cháy tuổi á? Ui giời, đang đây luôn à? Tuổi bác còn đi cả ngày. Đi cả ngày luôn á? Ui giời. Hôm nay thì Linh tiếp tục quay trở lại gia đình nhà bác trưởng thôn thì cũng khá là lâu rồi, hơn một tuần rồi. Là cũng quay trở lại hang bằng đá đấy. Thì hôm nay thì Mỹ Linh cũng quay trở lại đây để có thể trao cái phần quà của chú Thạch Đăng ở Mỹ cho bác trưởng thôn. Hôm nay cháu vào đây là trao cái phần quà bác chú Thạch Đăng ấy. Thì chú cũng nói rằng là thấy bác trưởng thôn với anh bí thư thì cũng khá là vất vả, đồng hành cùng với chú Thắng với cả anh Tủa đây cũng đi giúp bà con vận động bà con này làm đường này hay là vận động các cháu học sinh đi học cũng rất là vất vả. Thấy bác cũng gầy đi rất là nhiều. Thì các chú các cô ở trên kênh thì cũng rất là thương và yêu quý đến bác trưởng thôn với anh bí thư thì cũng đã gửi ít quà thì Linh cũng sẽ mang vào đây. Linh thì lúc đấy là cháu vừa trao cho anh bí thư rồi. Bây giờ thì cháu sẽ trao cho bác trưởng thôn. Đó. Hôm nay là các cháu đi học hết rồi à? Mà đi học hết rồi. Thế thì cháu sẽ trao lại cái 1.2 triệu này của chú Thạch Đăng. Đây, 500 này. 1 triệu này. 1.2 triệu này. Đó. Thì là đây là cái phần quà mà chú Thạch Đăng có gửi tặng cho bác trưởng thôn. Để bác có thể có thêm kinh phí đi lại với cả nuôi các cháu nhỏ ở nhà bác trưởng thôn đây. Má gì nhỉ? Bác Thạch, chú Thạch Đăng. Chú Thạch Đăng. Vâng, chú sẽ gửi là cảm ơn chú Thành Đa là tôi rất là vất vả đó thì các cái mình thành cua và các cái nhà hậu tông ấy các cô bác ủng hộ cái khoản kinh phí rất là lớn để cho chúng tôi xóm chúng tôi tiến hành làm nhà cái thứ hai là mình tiếp tục vận động nhân dân đi làm đường để cho con cháu của mình nó đi để cho nó thuận lợi
con đùa là không phải là các cô bác mà các cái mình thằng cua đi. Nhà thì không phải cô bác ở, cô bác rất là nhiệt tình, rất là cô tông chúng tôi. Là tôi xin chân thành cảm ơn các cô bác luôn luôn mạnh khỏe và xin chân thành cảm ơn cá nhân của mấy lần là rất là cua tông. Tôi rất là già rồi, càng già mà càng sức khỏe mà càng yếu. Là, cố lên nhé, mạnh khỏe lên. Mà, xin chào các cô bác ạ. À, thôi chúc mừng bác trưởng thôn nhé, nói chung là mong là bác sẽ cố gắng rồi. Lại được luôn tiếp cảm mấy tuổi. Thì cũng qua đây thì Linh cũng rất là cảm ơn đến chú Thạch Đăng rất là nhiều. Chú đã quan tâm đến bà con ở vùng cao, đặc biệt là quan tâm đến bác trưởng thôn với anh Mỹ Tư và đã gửi quà đến hai người đại diện cho bà con ở khu vực Khoa Học Đá. Thì cũng qua đây thì Linh cũng xin gửi một lời chúc đến chú. Chúc chú Thạch Đăng luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Rất mong là trong những năm tới hay là trong những đợt tới thì trên những hoàn cảnh trên kênh của Mỹ Linh hay là những kênh của anh Tủa hay là kênh chú Thắng thì rất là mong là tiếp tục nhận được thêm những sự ủng hộ từ các cô bác để có thể giúp đỡ được bà con ở trên vùng cao có thể là ngày càng phát triển hơn và có thể là hòa nhập được với cuộc sống để mọi người có thể là phát triển kinh tế để cho cái cuộc sống sau này nó đỡ vất vả hơn. Cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú và gia đình sức khỏe nhá. Mời vào nhà bác trưởng thôn nhá. Lâu quá không vào. Vâng. Trẻ con là đi học hết rồi không? Đi học hết à. Nhà bác trưởng thôn là trẻ con cũng đi học hết. Đang vào mấy tuổi là thông cảm chú một tí, chú chỉ hôm nay chỉ có một mình ở nhà nó không đu nước. Ôi rồi thôi, ngồi chủ yếu là ngồi tâm sự với bác là chủ yếu thôi. Nói chung là các bác được quà thì bọn cháu cũng vui, nhưng mà tại vì thấy các bác cũng rất là khổ ấy. Và mấy cái năm vừa rồi thì bác bên nô mấy cái đứa cô học mùa hô đấy, bán rất là buồn. Mà bây giờ thì có cản Mỹ Linh và các cái mảnh thần cô mà hỗ trợ chúng tôi, cho tôi, gia đình tôi là tôi rất là vui mà đỡ buồn hơn một chút cả. Vâng, nói chung bác phải vui vẻ lên thì mới giúp được bà con, và phải có sức khỏe nữa. Và nói chung là nói gì nói mình đi giúp họ, nhưng mà bác phải có sức khỏe đó. Đấy, bác cứ phải khỏe thì bác mới giúp được, còn bác mà mệt mệt là khổ bà con đấy. Anh Tuổi là làm nhà nào rồi? Nhà thì làm nhà của chú Xính và được anh Phạm Dung với chị Phan Diễm giúp cái thì xong rồi. Xong rồi, xong còn rồi. Đang đợi để đo cửa rồi làm cửa. Còn nhà của chú Lúa thì cũng xong. Sắp xong nữa, thì nhanh nữa nhỉ? Đang đợi để lập mái thôi. Còn nhà của anh Lá thì đang đổ cột xong, hôm nay mới lên được hai hàng gạch. Đường cũng ngon đấy nhỉ, đúng không? Đường thì vẫn vào cái điểm đấy. Bà thì còn hôm nay đang cho máy đi ra sửa rồi. Bà đáp cứng quá. Con đùa thì báo cho Mỹ Linh là máy đắp bị thủng. Đấy, thủng. Thì ngày hôm nay là cho thủng cái lưới hay là thủng cả cái cho nghỉ rồi. Thủng cả cái đồng nghiền mà đầu trên ấy. Thế á? Đầu mà đổ để đổ đá ấy. Cái đấy bị thủng được cơ? Ừ. Nhíp ô tô Hàn ấy mà còn mòn hết cơ mà. Ôi dù. Thế thì chứng tỏ là đá cứng nhỉ? Đá cứng lắm. Mà cái này đá xanh. Bị hay sàn liên tục ấy. Đấy, các bác bảo là Hàn là tận dụng như ở Hố Chua là vẫn làm được, nhưng mà mòn hết thì không ấy. Nói chung là nó lại như thế luôn. Nó tùy ấy. Nói chung là bây giờ nó hỏng thì nó sẽ hỏng thôi. Mà đó. Tại vì đá ở trong này nó là hoa mạc đá mà các bác, nên là đá nó thuộc loại là cứng, đá xanh nữa. Đá xanh cứng. Khiếp. Bác của bác còn già rồi, bác còn nhìn bột đấy, còn bảo đá nhìn ở dưới đáy kia nó còn tóe lửa. Tóe lửa. Bác còn già là Mỹ Lan, Mỹ Lan mà mấy tuổi đấy. Thì đi đâu nữa? Có tiền đan lên trên, lên trên nhà đổ trái quả đấy. Lâu lắm không vào nhau. Tí mình cùng nhau lên. Tí nữa phải chạy ra huyện có tí việc nữa. Tí viện đấy. Bác chẳng thôi thế. Bà chạy liên tục. Chạy liên tục chỉ giúp bà cô thôi. Vâng. Thế giúp can cá hủ hồ cảnh thôi. Vâng. Cố phải làm nhá. Vâng, vâng. Thôi bác phải cố gắng lên nhá. Vâng. Thôi thế thì có gì thì em trao quà xong ấy xong à. Anh Tủa với cả
Bác trưởng thôn cứ đi làm việc nhá. Thôi cố gắng là giúp đỡ bà con nhá anh Tuấn nhá. Thôi chào bác nhá, cháu về đây. Bác có cân nhảnh là mấy lần và mấy tuổi rất là cô tông với cô của mình. Vâng vâng. Bác khẳng định là còn 10 ngày ấy là xong hết rồi. 10 ngày nữa thôi á? 10 ngày ấy, cái bộ làn nó đang sinh nhỉ. Có nghĩa là phải có bột đá đủ thì tầm khoảng 10 ngày là xong cái gì? Xong hết. Tầm khoảng 10 ngày nữa là nghiền bột xong. 10 ngày nữa xong con đường này là tốc độ đấy. Nghiền bột xong. Thôi có gì chào bác nhá. Chào anh Tuổi nhá. Vâng vâng. Thôi chào bác nhá. Vâng. Rất cảm ơn nhá. Không có gì bác ơi. Rồi chúc bác sức khỏe nhá. Nhớ giữ gìn nhá. Thôi bây giờ thì Linh cũng chào bác trưởng thôn. Cháu về đây, chào bác nhá. Vâng. Vâng. Nó để xe dưới này. Đường đi ở ngay trên, lúc đấy là tưởng bác trưởng thôn đang làm đường này ấy. Vâng vâng. Vâng vâng. Ui, trẻ con đi học về đấy các bác. Đấy, mọi người thấy rằng giỏi chưa? Tự đi học về không còn ai, không cần ai đón ấy. Xe thì Linh để phía bên này. Vừa rồi thì các bác cũng theo chân Mỹ Linh quay trở lại khu vực Hoa Mạc Đá để có thể là trao những món quà thực sự quá là thiết thực để có thể động viên cho bác trưởng thôn với cả anh Bí Thư. Thì Linh rất là cảm ơn chú Thạch Đăng rất là nhiều. Chú đã luôn quan tâm đến bà con vùng cao hay là những mạnh thường quân ở trên kênh Mỹ Linh. Cũng rất mong là trong thời gian tới các bác hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh để Linh có thể là loan tỏa yêu thương, gửi gắm những cái số tiền mà các bác có giúp đỡ đến bà con để mang những niềm vui, những hạnh phúc cho bà con ở vùng cao. Và trong cái ngày hôm nay thì Linh cũng một lần nữa xin chân thành cảm ơn chú Thạch Đăng rất là nhiều nhá. Chúc chú và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và thành công việc. Và video trong ngày hôm nay của Mỹ Linh đến đây kết thúc rồi. Các bác nhớ đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhất trên kênh của Thảo Mỹ Linh, đặc biệt là khu vực Há Đề hay là Hấu Chua hay là cái khu vực phố mì của em Pó để có thể đồng hành cùng Mỹ Linh để xem là bà con làm nhà như thế nào và cái cuộc sống của bà con sẽ thay đổi như thế nào. Cảm ơn mọi người trong thời gian đã đồng hành ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh. Tạm biệt tất cả các bác nhá. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nhé các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nhá các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn 3 chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn 3 chỉ nhá, gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn hình video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhé các bác nhé. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn. Treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Và mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh nhé. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhé các bác nhé. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong. Nó màu vàng chanh nhé các bác. Đó. Mật này mật chuẩn luôn các bác. Các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó. Và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhé các bác nhé. Mật ong rừng thì mọi người để liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi. Toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra.